Đầu tiên, CB Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý bất động sản tại Việt Nam. Công tác tại CBA Việt Nam, tôi nhận thấy CBA tạo cho nhân viên một môi trường văn hóa năng động, nơi mà những người trẻ tuổi có thể trau dồi, học tập, phát triển không ngừng. Hơn nữa, những chính sách phúc lợi dành cho nhân viên tại CBA Việt Nam cũng là một trong những yếu tố để Toàn quyết định tham gia và gắn bó cùng CBA Việt Nam trong 5 năm vừa qua. Trong thời gian công tác tại CB Việt Nam, Toàn may mắn có cơ hội làm việc với nhiều anh chị em tại nhiều dự án khác nhau. Mỗi nhân viên là một mắt xích liên kết tạo nên một tập thể tại dự án. Hiểu rằng mỗi cá nhân là một tính cách, năng lực khác nhau. Quan trọng là một PM Toàn phải nhận ra được cá nhân nào có năng lực và phù hợp với vị trí nào tại dự án để đào tạo và thúc đẩy hiệu quả công việc. Tất nhiên, PM phải cho team nhận thấy được mục đích chung của cá nhân hay tập thể đều là xây dựng và phát triển dự án an toàn, bền vững, mang lại dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng. Thật ra, là một trong những PM trẻ tại CBA Việt Nam, Toàn cũng không gặp ít khó khăn và áp lực. Áp lực từ khách hàng về độ tuổi, áp lực về kinh nghiệm, nghề nghiệp, áp lực từ việc quản lý đội ngũ nhân viên, áp lực từ trong công tác quản lý vận hành hàng ngày. Tuy nhiên, để vượt qua các khó khăn và áp lực này, điều kiện tiên quyết là Toàn phải đảm bảo là một PM phải am hiểu mọi khía cạnh trong công tác quản lý vận hành, hiểu rõ và thực hiện đúng toàn bộ các công tác quản lý theo quy trình an toàn. Đặc biệt là phải giữ vững niềm tin vào bản thân đối với công việc và thực hiện cân bằng giữa công việc và đời sống sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Điều kiện tiên quyết để trở thành một PM theo Toàn là một PM phải hiểu rõ và nắm vững các yêu cầu công việc của vị trí PM là gì, các kỹ năng và yêu cầu bắt buộc cho vị trí PM là gì. Đầu tiên, đối với yêu cầu công việc, các bạn phải nắm rõ được 3 keyword, đó là công tác quản lý vận hành dịch vụ, trong đó bao gồm chăm sóc khách hàng, quản lý các đơn vị dịch vụ, công tác quản lý về hệ thống và công tác quản lý về tài chính. Đối với các kỹ năng chứng chỉ bắt buộc, các bạn bắt buộc phải có các kỹ năng về quản lý đội ngũ, chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình và các chứng chỉ quản lý nhà chung cư theo quy định của nhà nước. Tại CBOE, điều Toàn cảm thấy hài lòng và hứng thú nhất là văn hóa công ty. CB xây dựng một môi trường và văn hóa rất lành mạnh, nơi mà người trẻ có kỹ năng, nỗ lực có thể phát triển, nơi mà mọi người bình đẳng và có thể nói lên tiếng nói riêng của bản thân. Để cân bằng cuộc sống và công việc, Toàn thường tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng đồng đội, nhằm mục đích tạo cho team sự gắn kết, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và gặp các anh chị đồng nghiệp PM cùng nhau thảo luận lành mạnh về các sự kiện xảy ra trên thị trường. Các bạn trẻ đang học tập và làm việc tại dự án hãy cố gắng học tập và trau dồi thật nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. CB luôn tạo cho các bạn cơ hội để phát triển.